Cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đang bước vào giai đoạn mới với rất nhiều khó khăn và vất vả. Ở Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, công tác đảm bảo hậu cần trang bị đầy đủ cho cán bộ chiến sĩ trước mỗi chuyến ra khơi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 luôn được đặc biệt quan tâm, bởi sự an toàn của mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ góp phần vào sự thành công chung trong công tác phòng chống dịch của cả nước. Đây là nội dung công tác đảm bảo cho chuyến tuần tra đột xuất của tàu Cảnh sát Biển 4039 Hải đội 401. Các khâu, các bước được thực hiện đầy đủ trước khi cán bộ chiến sĩ lên tàu rời cảng. Để đảm bảo cho anh em khi thực hiện trong các nhiệm vụ đột xuất, thì tôi sẽ mang theo các dụng cụ cần thiết để đảm bảo cho quân y cho tàu thực hiện nhiệm vụ. Trong đó là có các dụng cụ như là bình phun để khử khuẩn, bình xịt khử khuẩn, khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt và các loại thuốc men cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ đến tàu khi thực hiện nhiệm vụ. Khu vực biển Tây Nam, lưu lượng tàu đánh bắt thủy hải sản của ngư dân tương đối lớn. Do vậy, khi cán bộ chiến sĩ tổ chức kiểm tra kiểm soát từng phương tiện, nhất là các trường hợp nhập cảnh trái phép đều có nguy cơ cao lây bệnh. Do vậy, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ đều trang bị đầy đủ các kiến thức và các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh. Tàu đã phối hợp với lực lượng để khi có, ví dụ như ngày hôm ngày 26-27 thì có đội nhập cảnh trái phép bằng tàu hàng, thì tàu đã xin lệnh sở chỉ huy và đã tuần tra kiểm soát và phát hiện ra cái tàu lạ đấy. Những đồng chí mà trên cái phương tiện vi phạm có người nhập cảnh trái phép ấy, thì sau khi xử lý xong thì cùng về cách ly tại Phú Quốc để tránh trường hợp lây lan dịch bệnh về cho đơn vị. Cùng với việc trang bị đầy đủ trang thiết bị, vật chất phòng chống dịch, Vùng Cảnh sát Biển 4 còn đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ bằng việc tăng cường bồi dưỡng về mặt dinh dưỡng, bổ sung thực phẩm, rau xanh, nhất là cho các tàu thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển. Đơn vị cũng đã tiến hành tiêm vaccine phòng chống dịch cho bộ đội, trong đó ưu tiên lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu. Lực lượng quân y thì cũng đã được quán triệt và đặc biệt là các đồng chí quân y cũng rất là chủ động trong học tập, trong khi tìm hiểu các cái triệu chứng liên quan đến dịch bệnh COVID-19 này. Và mỗi chuyến tuần tra kiểm soát ấy, ngoài cái lực lượng chuyên môn thì cử thêm quân y đi cùng để phối hợp cùng các lực lượng khác trong cái phòng chống dịch COVID-19 này. Sức khỏe, sự an toàn của các lực lượng khi thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu là một trong những yêu cầu tiên quyết của Ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về phòng chống COVID trong quân đội. Và Vùng Cảnh sát Biển 4 đang thực hiện nghiêm chỉ đạo này để đóng góp vào thắng lợi trong cuộc chiến với đại dịch.